Vâng, và trong khi dư luận cả nước chưa bớt nóng sau quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn trong vụ bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh, thì thêm một vụ việc được phát hiện, đó là ông Phạm Bá Oai, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa trước đó, đã ký tuyển dụng hàng loạt cán bộ trái quy định. Vụ việc này một lần nữa tiếp tục gây bất bình trong dư luận và nhân dân. Kết luận thanh tra số 442 của Sở Nội vụ Thanh Hóa chỉ rõ, năm 2012, khi đang là Chủ tịch huyện Hoàng Hóa, ông Phạm Bá Oai đã tuyển dụng nhiều cán bộ công chức không đúng số lượng như chuyên ngành tài chính, ngân hàng, chỉ tiêu tuyển dụng chỉ 2 người, nhưng ông Oai đã ký tuyển dụng 3 người. Đặc biệt, trong 5 năm giữ cương vị Chủ tịch huyện, ông Oai đã cho hàng loạt cán bộ vào công chức không qua thi tuyển. Do các cái bộ phận tham mưu trong cái quá trình nghiên cứu các cái quy định của chính phủ, thì chưa thực hiện đúng cái việc là khi có nhu cầu tiếp nhận từ viên chức hoặc từ cán bộ công chức cấp xã về thì phải báo cáo với Chủ tịch Ủy ban tỉnh, và được Chủ tịch Ủy ban tỉnh đồng ý thì Ủy ban nhân huyện Hoàng Hóa mới ban hành quyết định tiếp nhận. Ngoài ra, từ năm 2011 đến năm 2015, có 22 trên 87 trường hợp tốt nghiệp đại học sư phạm các ngành văn, sử, giáo dục công dân không thuộc đối tượng thu hút theo quyết định 798 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng vẫn được tuyển dụng. 9 trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, không đúng chuyên môn, và 6 trường hợp điều chuyển không theo quy định. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban huyện trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện là rất lớn. Những cái sai sót đấy thì không riêng gì trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban dân, mà chúng ta nói phải đó là trách nhiệm từ các cơ quan tham mưu nơi gác khuôn cho Chủ tịch Ủy ban dân và các ban phòng ngành khác. Chúng tôi cũng thấy một cái điều nó cũng rất là băn khoăn, rất là tư tưởng, bởi vì là chúng tôi được bổ nhiệm, được điều động nó cũng là do tổ chức, mà anh em thì cũng không có khuyết điểm, không có lỗi trong quá trình công tác. Thế nhưng mà bây giờ bị thu hồi các quyết định thì có thể nói là anh em cũng rất là băn khoăn, rất là tư tưởng. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa đã kiểm điểm các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, ban hành thông báo chấm dứt hợp đồng đối với những trường hợp sai quy định trước ngày 31 tháng 12 năm 2017. Riêng ông Phạm Bá Oai sau vụ việc đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.